Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn làm món khổ qua cà ớt. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Ở đây mình có 500g cái phần chả cá thu nha. Ở đây mình sử dụng 2 muỗng canh bột năng ha. Hành tím băm và ớt băm, hành lá, hà ngò rí mình đã sơ chế sẵn hết rồi. Mình có mấy trái đậu bắp nè, ớt sừng ha, khổ qua và trái cà tím. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp trước cái phần chả cá, cho 2 muỗng canh bột năng vào cái phần chả cá cho nó kết dính lại ha. Nguyên liệu thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối nè, 1 muỗng canh đường ha, nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng tầm 1 muỗng cà phê tiêu nha, 1 muỗng canh dầu ăn nè. Cho hết cái phần hành lá, ngò rí, hành tím và ớt vào luôn. Sau đó mình trộn đều cái phần gia vị lên. Mình nhồi nha cô chú anh chị. Mình nhồi cái phần chả cá này rồi mình để cho nó thấm gia vị khoảng tầm 20 phút ha. Phần chả cá mình ướp xong, bây giờ bắt đầu mình sơ chế tới cái phần củ quả nè. Đậu bắp thì mình gọc một đường như vậy, mình bỏ bớt cái phần hạt nó nha. Ớt sừng á thì mình cũng gọc một đường, mình cũng bỏ bớt cái phần hột nó luôn nha. Còn phần khổ qua thì mình sẽ cắt lát lát nè. Lát lát dày khoảng tầm 1 phân rưỡi ha. Đó, mình làm miếng miếng như vậy. Mình cắt xong rồi mình móc cái phần hột nó ra nha. Sơ chế xong cái phần khổ qua thì mình cắt luôn cái phần cà tím. Cà tím thì mình cắt miếng xéo xéo nha. Mình cắt xong cái phần cà tím thì mình sẽ lấy cái phần dao nhọn á, mình khứa đoạn giữa cái phần cà tím như vậy, để một hồi mình dồn chả vô nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sơ chế xong cái phần củ quả thì bây giờ bắt đầu mình dồn chả vào nè. Mình lấy một cái con dao nhọn á, mình cho chả lên trên con dao, sau đó mình cho vào những cái trái đậu bắp và trái ớt như vậy, nó rất là gọn ha. Sơ chế xong và dồn chả cũng được cái phần đậu bắp rồi. Bây giờ bắt đầu mình dồn tới cái phần ớt. Ớt cũng tương tự mình làm như vậy luôn ha. Dồn chả xong vào những trái ớt rồi, sau đó thì mình lấy những miếng khổ qua, mình cũng dồn cái phần chả lên như vậy luôn ha. Tương tự như vậy thì phần cà tím mình cũng làm như vậy luôn, dồn chả vào.
Thế là mình đã làm xong cái phần chả dồn những cái khổ qua cà ớt rồi. Bây giờ bắt đầu mình vào bếp mình chiên ha. Mình cho cái chảo lên nè, chảo nóng thì mình cho một lượng dầu vừa phải nha. Khoảng tầm một chén dầu nè. Dầu nóng thì mình sẽ cho cái phần khổ qua vào mình chiên trước nè. Hạ lửa nhỏ xuống nha cô chú anh chị, tại vì dầu đang nóng đang sôi nha. Mình cho phần khổ qua vào xong á thì mình trở qua trở lại cho nó dàn đều nha. Chảo mình rộng thì mình cho thêm cái phần cà tím vào mình chiên luôn. Mình lấy nắp son mình đậy lại cho cái phần khổ qua của mình nó lẻ chín nè. Khoảng tầm 3 phút thôi thì bắt đầu mình dở ra. Cái phần chả của mình á nó cũng chín vàng và cái khổ qua của mình nó cũng mềm rồi cô chú anh chị. Trở qua trở lại nữa nha. Giờ thì mình vớt những cái miếng khổ qua ra cái giấy thấm dầu nè, cho nó thấm bớt đi cái dầu nha. Tiếp tục thì mình sẽ chiên cái phần cà luôn. Đậu bắp mình cũng cho vào. Đậu bắp á, nếu mà cô chú anh chị mình muốn chiên mà không có bị sứt cái phần chả ra đó thì mình chắc bớt cái phần dầu đi. Sau đó thì mình cho dầu sắp sắp trên cái bề mặt chảo thôi, rồi mình sắp những cái trái đậu bắp lên, chứ không cho dầu nhiều giống như Linh Nguyễn nha. Rút kinh nghiệm, tự vì Linh Nguyễn chiên như vậy á là một hồi á không khéo á, là nó sẽ bung những cái chả ra hết cô chú anh chị, tại vì chả của mình nó nở á. Rồi mình chiên xong cái phần đậu bắp, sau đó thì mình sắp những cái em ớt vô mình chiên. Ớt thì mình cũng chiết dầu ra bớt rồi nè cô chú anh chị, để dầu sắp sắp như vậy thì những cái miếng chả nó không có bị bung ra ha, nó không có bung khỏi trái ớt nha. Mình làm dầu ít như vậy nè, mình chiên rất là ngon. Mình đậy nắp lại khoảng tầm 2 phút thôi thì mình sẽ dỡ ra, và sau đó mình trở qua trở lại cho cái phần chả trong cái ớt của mình nó chín đều ha. Ớt của mình chiên như vậy cũng được rồi, mình trở qua trở lại tí xíu nữa và mình sẽ vớt ra giấy thấm dầu ha. Sau một hồi món khổ qua cà ớt của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi. Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Cái món khổ qua cà ớt này á, cô chú anh chị mình chấm kèm với lại tương ớt nha. Còn nếu mà muốn sốt lại á, thì mình làm phần sốt để mình sốt mình ăn kèm với cơm nè. Còn Linh Nguyễn hôm nay thì dùng như vậy, ăn giả cũng rất là ngon nha. Một lần nữa Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món khổ qua cà ớt với bếp Linh Nguyễn nha. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.